anh em đừng có chi tiếp hết. Hôm nay có tôi này, Tiến này, Linh Du Tô này, Vũ Ti Hồng và Sơn Ngáo. 5 người. Đấy, Linh đang lạnh kìa, anh em nào mà muốn coi như là chỗ ra chỗ vào thì liên hệ với cả Linh. Điền là 2 tỷ á. Boy dâm đãng này, ui kìa Linh kìa, boy dâm đãng. Team số 6 kìa em. Em không thích boy dâm đãng. Team số 4 có con cu kỳ cục. Team số 3 cả một đội đặc công luôn. Nhất em. Mẹ cu kỳ cục. À team 13, sư thầy không ăn mặn. Nhất hạng rồi. Linh có thể được chọn rất nhiều cái nick toàn nick hay. Thôi em chọn nick đâu em xem nào. Sao không không có nick là thích thủ dâm nhỉ? Đây. Cái đấy hỏi Smile nhá. Ôi, Smile á? Hỏi Smile nhá. Ừ. Phải, ngày 3 lần nhá. Ôi phải lìn. Mẹ sợ thế. Ừ. Em mình ngày cũng 5 lần cứ giả vờ. Điên này em còn trinh đấy, em không biết. Tiếng táo làm sao? Hình như em đi đấy là gái anh ạ. Ai 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 ai. Mai, Mai Ly Ly đây. Mai Ly là gái à? Tên thiên thiên. Add friend ngay. Làm nào để add friend? Mai Ly Ly là cũng có gái đấy. Không, Sơn Ngão nói là chuẩn đấy. Mai Ly Ly được rồi. Mai Ly Ly ơi, Phan Thị. Mai Ly Ly. Nói nhỏ em Sơn Ngão em có chuẩn không? Em khẳng định lại với anh đi, có chính xác là gái thế không? Em Mai Ly Ly sẽ bị chết dưới nằm súng của Linh Du Tô. Con Linh lại lên cơn điên rồi anh em ạ, em cẩn thận. Em Mai Ly ơi cẩn thận. Con Linh nó săn em đấy. Săn nhá. Kẹt. PM về Facebook của anh với cú pháp là không có cu. 6 and a half hours later. Đi về sao? Nhà đi, nhà đi nổ ấy. Cái gì thôi? Ở đâu đấy? Đang bắn thử xem nó ở đâu. Đây xe đi đây. Từ từ để cho hết bom đã. Cấm thằng nào ra tranh xe trước nhá, xe có 4 chỗ rồi đó. Mày cấm thằng nào ra mày tranh xe trước. Con Mai Ly nó bắn em anh ơi. Ơ thế à? Mai Long Ly ơi. Ly. Con Mai Ly nó bắn em. Ơ Linh bị Mai Ly bắn. Mẹ mẹ dùng phá xe rồi. Hãy đi cứu em. Đủ mẹ. Chui vào đây. Bò vào trong. Đây đang bò đây. Mai Ly chơi hay lắm. Chết mẹ là bị bắn rồi. Chết chưa? Về chết mẹ đi. Cứu đi. Đây, tiến đeo đóng cửa vào. Tránh đeo để đi cái đâu. Tiến đeo đóng cửa vào nhanh. Xe đâu đến rồi kìa. Em đi vào ăn cứt đấy. Sơ ngáo em ơi. Ăn cứt rồi. Mày Ly chơi hay quá. Sau lưng này em ơi. Ly có vẻ trình vẻ cao. Ui dồi dồi xong rồi. Ui dồi dồi xong rồi. Ôi chết chết. Thôi ta bị ta bị ENL cái gì ấy, kìa một con gái sao ấy. EIN là hey. Em yêu anh à? Yêu em. Ok. Em đi cứu. Cái cảnh đó thằng nào khổ hơn được. Để chưa anh đi mà mẹ quen nó đi. Hình như là cái team đi. Hình như là cái team kia đó là cái team toàn nữ hay sao ấy nick. Ủa. Em quen mẹ em đi. Điên đéo tránh nhá. Cứu đi, tránh đéo đi. Đéo cứu. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi giời ơi. Ném đi cho nó quả liệu là nó chết. Bị tim mà em Ly vào giết rồi. Mai Ly, Mai Ly nằm rồi. Đi mẹ nó hết cả tim. Mỗi con chó vũ chạy nhanh thế. Em giết cả ba rồi. Chết chưa, dám gây sự với tim của TTG à? Đéo ơi đéo ơi sao thằng Tiến với cả con Linh với cả PAV với cả Sơn Ngáo vẫn sống ở trên đéo sao mình tôi chết trên đéo nào. chỗ này có phải đéo an toàn nữa rồi giúp thôi. Đéo ơi đéo ơi con Tiến với bọn mình tôi chết trên đéo nào. Tôi đang bo rồi, đang bo rồi. Đây anh em có thể thấy team Mai Linh, Zuto, PAV và Sơn Ngáo đang chạy. Mai Linh đang chạy đầu. Đang cố gắng để chạy đầu. PAV đang chạy thứ hai. Khoảng chó rồi. Cả bọn đang cố gắng chạy vào trong căn nhà. Em hoảng rồi. Địt cả mẹ. Sao đấy? Ai bắn đây?
tự chết, hết máu tự chết. Đấy, số phận team nó chỉ như vậy thôi. Ờ, tao mày, mà. Tao chết thì tao cũng phải kéo theo nhá. Ngay mà Dũng ăn nở tốt đẹp thì đâu mà. Đây khu vực của Vũ. Mẹ đục độ rồi. Chuẩn bị tinh thần để ra chào anh em Việt tí. Vũ sẽ la vào căn nhà, chúng ta sẽ được theo dõi một pha xử lý của Vũ để xem là Vũ sẽ xử lý pha này như nào. Đây Vũ đây anh em. Vũ sẽ xử lý như nào đây? Vũ đã chạy. Mẹ tưởng thế nào? Nhau thì đang vào mầm đây. Vào nhập nhà rồi. À không, một pha xử lý. PV chết à? PV chết à? Nhau ai giết mà chết cơ. Mẹ nó còn lên xe kia, nó cướp vào xe của team kia đi, kinh chứ. Đéo hiểu, team ông kia còn đang ở trong nhà lút đồ. Con lợn vô lấy mẹ xe nó chạy. Ơ mày chạy à? Mày chạy à Vũ? Mày chạy, mày chạy, mày chạy, mày chạy. Top 1 xóa game là ai? Top 1 xóa game là Pro à? Đi phải tung một xóa game là Long đấy. Là Long TX chứ. Đất. Ông Long TX mọi hôm rủ chơi thì toàn. Mọi hôm rủ chơi thì toàn. Tôi vừa nghe tiếng giấm ở đâu ấy. Mọi hôm rủ chơi thì toàn kêu được. Đất. Em mút môi, đang đắp mặt nạ. Cho nên là nước gái nó cứ chảy ra. Cái tiếng ấy nó giống cái tiếng thịt đâm vào thịt lắm. Đấy, sờ gáo cười. Chứng tỏ em đâm rồi đúng không? Chỉ có người đâm rồi nghe anh nói câu đấy mới có nhận ra được thôi. Thằng tiền thì đeo chết đầu tiên cho mà xem. Ngu. Thế cơ hội. Chết cha mày. Cho tiền thì chết mẹ rồi, chắc chắn chết mẹ luôn. Chết mày còn lâu. Anh mẹ mấy năm anh chơi giết nhau. Chết cha mày. Đấy, xuống đây mà. Đây, đất câu, đất câu. Một pha. Giết tao đi. Hay vậy. Thành niên này mẹ. Kìa, Tiến giết thằng này đã. Kệ thằng kia đi. Giết thằng này đã. Xong lên, hai thằng này, hai thằng lúc nãy giết mẹ em với cả xương ngáo. Thế à? Mày... đừng, đập em. Kìa, có thằng sau. Có thằng sau nữa, thằng sau nữa. Đừng díu, đừng díu. Díu chém nhầm nhau ấy. Díu. 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 Ôi, xong rồi, díu rồi. Này ông nó quay tao mẹ. Phải luyện. Cháu đập được. Chạy thôi. Hai đứa kia đánh đi. Để nó quay tao phải luyện vậy. Đập mẹ vào nhau. Liệt mẹ đông quá. Đông lắm, chạy đi, chạy đi, chạy đi đông lắm. Chạy đi các em ơi, chạy đi, chạy đi đông lắm. Chạy đi. Zombie mẹ rồi. Zombie mẹ rồi, chạy thôi. Tiến đáo đi rồi. Có một team nhá, có một team đang tiến vào từ hướng. Một team, nó đang nó nhìn thấy em rồi. Tôi xong rồi, zombie đến rồi. Con mẹ chạy thôi. Ô thằng liền. Chạy. Có mỗi hai thằng thôi mà sợ nhiều gì, quay lại chiến đi. Mẹ bốn thằng hai. Một bốn thật à. Nhảy mẹ xuống biển đi, đéo ai đánh được. Ờ đúng rồi. Phi mẹ biển. Chạy biển tiền đây. Đéo chạy vào bò đi. Em có đông lắm. Bảo rồi xuống biển đi mà đéo nghe. Bỏ cái chảo ra chạy đâu. Anh bảo rồi. Ờ à, mày làm gì? Ờ à, làm gì? Ờ 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 mẹ cứ như kiểu là mẹ mấy ông kiểu như là ngư dân đang săn con cá. Đéo sao anh em đéo đuổi theo hai đứa kia, đuổi theo tôi thì đéo nào. Mẹ cục thi bơi. Đấy. Gym. À tiền đéo gym, ơ gym được không? Gym nó đứng vào, gym. Em, gym. Mẹ như kiểu là ba đứa con gái đang bơi tung tăng với nhau ấy nhỉ. Mẹ giống kiểu trên mạng ấy. Cho gym. Vòng xiết vào rồi kìa, chạy đi, mẹ con Linh vào nơi rồi kìa. Con Linh chạy nhanh thế. Tranh thủ lúc thời gian các người anh em Việt Nam đang buổi tiến béo và dũng CT Du Tô đã vác hai quả bưởi để chạy rất nhanh. Bỏ mẹ lên tiến ơi, chỗ này là đéo leo lên được đâu. Quay lại đi, quay lại hướng ra biển đi. Quay lại quay bay bơi ngược lại. Bơi ngược lại mẹ nó dính cái kia. Nó dính như dính mẹ, dính như dính vong này kia thì quay cái đéo gì. Phải lặn xuống cho chuyển hướng đi, nếu ai mẹ bơi trên thế. Ờ đúng rồi, lặn. Đúng rồi, ờ. Mẹ biết cứt. Nhìn được anh ạ, Đấy. Gần nhìn thấy.
nhưng mà không rõ. Nó săn cứ như là mẹ săn lợn dấu hiệu. Ôi ôi, đừng có hòng, sức sống mãnh liệt lắm. Tôi đi chạy. Ok, làm mẹ đập được kinh vãi hết. Sao chạy nhanh thế? Uống lon rồi, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Ôi trời ơi. Ờ đúng rồi, nó uống nước, đúng rồi, nó uống rocket 1 giờ. Cái đéo ơi, tên đây. Khổ tâm tôi. Mà cái đường bờ này nó không có chỗ để lên à. Đúng rồi, phán. Tiến chạy nhanh vậy cứt. Nhớ sao vẫn... nó lại nó đi bơi cùng tôi, lúc sau nó chạy đâu được, giỏi vãi. Tiến vẫn đang bơi. À, Tiến đang bơi à? Tưởng đi đâu. Bơi thì chết mẹ dưới nước rồi con ạ. Có lên được đâu, chỗ này nó có cho lên đâu. Thì thế phải quay lại chỗ kia. Thôi Tiến chết rồi. Tiến đang tìm chỗ leo lên, à kia kìa. Có chỗ leo lên kìa. Kìa kìa, đường trước kìa. Mẹ chết chỉ vì bị ngã ngựa. Ngã vực ạ. Ai bảo chạy được vực. Tiến đang coi như là đứng bờ biển để biết làm gì. Ok. Chém trước khi chết. Anh em được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Tiến. Đấy cái đấy thì vừa rồi. Thôi cứ lặn xuống lại chết đuối còn hơn là chết được anh ạ. Cái chết trong yên lặng. Tiến chết một cái yên lặng. Die outside play zone. Cái mô tổ ở đâu nhỉ? Tiếng xe máy đang đến đây đánh nhau mình với Linh đấy. Đi ê. Ôi trời ơi. Chuồn đi. Cái gì này? What the fuck. Úi dồi ôi. Lao với cứt. Nào, trời nhá. Đấy cái trưởng. Mẹ mất tiếng mẹ xe X3 sao mình chưa bắt được xe này nhỉ? Nào. Xe nào X3, làm gì có X3 ấy. Đừng có thế. Cái đéo ơi, tôi đang làm cái đéo như thế này mà mình chống mafia ở đâu? Khốn nạn! Đéo chơi đâu, đi chơi thì đéo được, của em đã cho anh đi nhờ cái xe máy cái. Nào! Anh xe máy đâu rồi, cho đi nhờ cái xe máy cái. Chơi thì đéo được. Chạy dọc đường chả có cái xe đéo gì cả. Khốn nạn thân tôi. Đây rồi. Từ từ. Rồi tốt, ok, từ từ. Anh đi đuốc, từ. Anh chưa lên. Ôi trời, mẹ. Ông lao chết mẹ rồi này. Khốn nạn. Đây, quay lại đây. Đây. Chết này. Ôi, đấm đi. Huy BM97 đi rồi. Này, sơ ngáo. Rồi sao nó đuổi cho nó. Thôi Tiến ơi, quay lại đi. Ok, xong đứng lại kìa. Ok. Chúng ta được dõi theo cảnh Tiến và Linh. Linh còn là lấy thuốc chạy nhanh để đuổi cho nhanh. Kinh cái Tiến uống thuốc chạy nhanh là đã đuổi nó. Đây là mình nó Linh đang chạy mẹ như là marathon. Team Linh, Linh và Tiến đang chạy như marathon đuổi theo thanh niên Huy BM. Kìa, Sao đến. Chết rồi. Cứu em. Cứu. Lấy đi uống. Ôi giời ơi, Tiến này. Ông Tiến lại còn tham mạng ra giết thằng kia chứ. Thôi đi rồi, chúng ta sẽ được tận nhà cường cảnh. Mà đi về. Đấy. Linh này. Voi dày ngựa xéo này. Có mỗi sơn ngáo còn sống thôi. Tại ông Tiến làm gì? Ai làm gì? À, sơn ngáo vẫn sống, tốt lắm em. Em vẫn đéo có xe à, thì đéo nào. Mẹ. Khổ với cứt.
Xương cáo đang nấp sông đá. Ơ leo đây giỏi. Được. Chiến thuật hay đấy. Chiến thuật hay để ôi mẹ vãi đáy. Vãi cả cứt. Này này, chiến thuật hay này, chiến thuật hay này, chiến thuật hay này. Ôi. Ý như kiểu Fast Furious. Ghê vãi luôn. Ôi giời ơi. Nhảy lên xe nó sơ ngáo, em nhảy lên em ép mẹ luôn vào xe luôn. Em đang cố. Ôi. Đúng rồi. À, nhảy vào xe đấy, ok, nhảy vào. Khổ thân. Cuộc chiến giữa muôn vàn. Làm gì nhau? Làm gì nhau? Chạy vào cây à? Được. Được. Chỉ cần một phát đâm thôi là sẽ kết thúc. Ném khói à? Hay. Ôi dồi ôi, chú xong. Hay rồi. Chỉ một lao cái đi luôn. Nhanh cất. Leave a like if you enjoy.